Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người tới với channel Em Me Cuộc Sống Mỹ nhà Mai nha. Cả nhà ơi, hiện tại Mai đang chạy xe qua nhà người bạn lấy cái chìa khóa nhà đó. Bây giờ là 7 giờ tối đó cả nhà. Cả nhà thấy đường phố buổi tối có đẹp không? Mai cảm thấy buổi tối là Mai thấy cảnh đẹp hơn là ban ngày. Nhìn thiệt là lãng mộn luôn đó cả nhà ha. Thôi bây giờ Mai mời cả nhà cùng Mai đi dạo phố về ngắm cảnh thành phố về đêm nhé cả nhà nhé. Thế Mai mời cả nhà.